Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị ơi, hôm nay Nguyễn Khánh tiếp tục lên video để giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái dòng cửa nhựa quý vị nhé. Thì đây là bộ cửa nhựa khá là đẹp và giá thành rất là hợp lý, cho nên là Nguyễn Khánh nhanh chóng tranh thủ để làm video ngay để chia sẻ đến toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại cái dòng cửa nhựa này nó là cái dạng cửa nhựa composite. Hiện tại bây giờ là những cái mẫu cửa thì nó rất là nhiều, trên thị trường rất là nhiều. Giá nó dao động là 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu đều có. Nhưng mà cái mẫu cửa ngày hôm nay nó khá là đẹp, mà giá thành nó hợp lý, nó phù hợp cho rất là nhiều gia đình, nên là mình phải chia sẻ gấp quý vị nhé. Hiện tại tất cả những dòng cửa này vẫn được sản xuất theo kích thước yêu cầu, theo như là quý vị đặt hàng. Cái cánh tiêu chuẩn của nó thông thường là khổ dành cho nhà vệ sinh là rộng 80, cao 2m1. Đối với lại những cái cửa mà dành cho cửa thông phòng, cửa lối ra vào đó, thì thông thường nó là rộng 90, cao 2m2 quý vị nhé. Thì mình vẫn có thể là thay đổi các cái thông số kỹ thuật cửa, có thể là rộng hơn hoặc là nhỏ hơn. Thì lúc đó quý vị đặt thì bên mình sẽ sản xuất theo kích thước yêu cầu. Còn riêng về phần đố này quý vị nhé, cái đố này thì sẽ được áp dụng cho rất là nhiều kích thước. Thông thường cái tường dành cho nhà vệ sinh hay là cửa thông phòng á, thường thường cái tường này này nó chỉ là tường 10 thôi quý vị nhé, tường 10 thôi. Thì riêng cái cửa này á, là quý vị có thể đặt cái đố từ 10 cho tới 20, có nghĩa là đố 10, 11, 12, 13, 14, 15 cũng được, cho tới 20. Và cái điều đặc biệt á, là dòng cửa này này nó có hai cái chữ L này quý vị nhé, hai chữ L này là di động quý vị nhé, di động được đấy, di động. Có thể là mình muốn cho nó đi sâu vào trong hay xít ra ngoài. Bởi vì thông thường đó là cái tường của quý vị xây dựng á, nhiều anh em mà có tay nghề chuẩn á, thì xây cái tường 10 á, thì nó đúng là 10cm. Nhưng mà nhiều nhà đó có thể là xây tường 10 nhưng mà nó lại xây được thành 11 hoặc 12cm. Thì cái nẹp L này nó có cái chế độ di động di chuyển này này. Thì trong trường hợp mà quý vị đặt cái đố là đố 10, nhưng nếu như cái tường mà xây sai á, thì chúng ta có thể là xây được mỗi bên được 2cm nữa quý vị nhé. Thì có thể là cái tường nó sai được 4cm vẫn dùng được cái cửa nhựa này. Đấy, nó rất là hay. Đây còn cái cánh của nó này. Đấy, cánh rất đẹp quý vị nhé. Tất cả này, nó có cái gioăng cao su này. Gioăng này là tạo độ êm này, cũng như là cách âm, cách nhiệt quý vị nhé. Dòng cửa nhựa composite thì thường thường là được chống cháy lan này, không sợ nước hay ẩm ướt. Nhưng mà có cái điều mình đặc biệt để mình lưu ý đối với bộ cửa này này. Thì quý vị thấy cái lõi của nó nhé. Cái lõi của nó thứ nhất là nó là gỗ tự nhiên quý vị nhé, gỗ thông là gỗ tự nhiên. Cái thứ hai nữa là nó có cái form quý vị nhá. Cái form xốp này để bỏ đây để nó tăng cường cái gì cách âm quý vị nhá. Thông thường những cái dòng cửa rẻ tiền á thì nó là cái cửa ABS. Thì cái cửa ABS á thường thường người ta sẽ bỏ giấy ở trong này quý vị nhá, bỏ giấy trong này. Còn như cái này á thì nó là cửa bỏ cái mút xốp quý vị nhá, xốp form. Thì nó tạo cho độ gì? Thứ nhất là tạo cho độ chắc chắn này, cách âm này, cách nhiệt tốt cho cái cửa này. Đấy. Và cái cốt xương của nó thì được sử dụng là cái cốt ngoài này vẫn là nhựa, nhưng mấy cái xương trong này là sử dụng gỗ tự nhiên, gỗ cao su được xử lý quý vị nhá, đã được xử lý và nó có khả năng chống mối mọt, chống nước. Và toàn bộ bên ngoài này là các cái lớp phim này quý vị nhỉ, là phủ toàn bộ là bằng nhựa quý vị nhá, toàn bộ bằng nhựa. Cho nên cho dù cái lõi của nó là lõi gỗ tự nhiên, nhưng chúng ta cũng an tâm về cái gì, thứ nhất là về mối mọt hay là cũng như là cái độ thấm nước của nó quý vị nhá. Đấy. Như cái cửa nhựa composite kia thì nó hoàn toàn nó là nhựa luôn quý vị nhé, nhưng mà rỗng ở giữa. Còn cái dòng này á, thì nó lại là cho những cái thanh gỗ này vào và form này. Đấy. Và bên ngoài thì được bịt kín bởi tất cả những cái lớp nhựa quý vị nhé, bịt kín tất cả những lớp nhựa này, khung toàn bộ khung bao này bằng nhựa luôn quý vị nhé, khung bao bằng nhựa. Màu vân gỗ rất là đa dạng màu quý vị nhé, rất là đa dạng về màu sắc. Đây là cái bảng màu của nó, đây là tất cả các bảng màu của nó nhé, rất là nhiều màu sắc luôn nhé. Đây, màu xám này, màu nâu này, màu sồi này, màu căm xe này. Đấy, những màu này quý vị nhé, rất chỉ là đẹp luôn, màu sắc khá là nhiều, khá là đa dạng quý vị nhé. Đấy, và tất cả những cái màu này nó đồng một giá quý vị nhé. Thì hiện tại cái giá của nó đối với lại cánh phẳng quý vị nhé, đối với lại cánh phẳng á là 3.750.000 một bộ quý vị nhé, 3.750.000 một bộ, đầy đủ cánh và khung bao cũng như là các cái dòng nẹp chỉ quý vị nhé, các cái dòng nẹp chỉ.
Đây cái màu phim nó khá đẹp quý vị nhé. Đây, màu phim rất chi là đẹp luôn. Bao gồm đầy đủ các khung bao cũng như là phần cánh. Đấy, còn chưa bao gồm ổ khóa quý vị nhé. Ổ khóa với lại bàn lề này quý vị này. Bộ bàn lề và bộ khóa thì tương đương với lại 350, bao gồm ổ khóa và bàn lề. Thì ổ khóa đó mình sẽ sử dụng loại khóa tiêu chuẩn. Khóa tiêu chuẩn đó thì nó có khóa nắm tròn hoặc là khóa tay gạt quý vị nhé. Đấy. Đây cái màu lớp phim nó rất là đẹp luôn nha. Đây, vì thế màu phim nó khá là đẹp luôn. Tất cả các cái màu này đồng giá luôn. Đấy. Còn nếu như mà quý vị nào mà tạo những cái ô như là ô kính này, hoặc là những cái phào chỉ đó, trang trí cho cái cánh cửa đó, thì giá nó phát sinh thêm quý vị nha. Giá nó phát sinh thêm. Thì cái này quý vị nên nhắn tin chi tiết cho mình. Mình sẽ xem những cái mẫu nào quý vị thích, rồi là mình sẽ tính cái chi phí phát sinh. Nếu như quý vị có làm thêm cái khung cửa kính, hoặc là những cái chỉ viền quý vị nha. Đấy, tất cả các màu này quý vị nha. Còn 3.750.000 là dành cho cánh phẳng quý vị nha. Cánh phẳng là cánh trơn như thế này quý vị nha, chưa bao gồm các cái chỉ nẻo. Đấy, giá ok quý vị nha. Đấy, cửa này rất chắc chắn quý vị nha, đóng mở rất là chắc chắn luôn quý vị nha. Đấy, rất chi là chắc chắn. Đấy, thì 3.750.000 bộ, quý vị nào có nhu cầu sử dụng cái dòng cửa như thế này xin vui lòng inbox với mình quý vị nha. Nguyễn Khánh quý vị nha, Nguyễn Khánh, kho nội ngoại thất này. Đấy, đầy đủ màu sắc khá là đẹp quý vị nha, chắc chắn dày dặn quý vị nha. Nói chung là ok đấy quý vị. Nếu quý vị nào mà kinh tế ở mức độ vừa phải sử dụng cửa này là mình thấy ok lắm rồi quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng inbox với mình, số điện thoại 0948743274. Một lần nữa Nguyễn Khánh xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.